Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đổ lỗi cho Mỹ đã gây ra lũ lụt ở Việt Nam. Vào ngày 3 tháng 11 vừa qua, trao đổi với các đại biểu Quốc hội nhận định thiên tai nặng nề vừa qua ở Việt Nam là hậu quả của việc mất rừng. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đưa ra một số lý giải liên quan, trong đó ông khẳng định rừng tự nhiên bị thu hẹp do chất độc hóa học mà Mỹ đã giải xuống trước đây. Vị lãnh đạo này nêu rõ như sau. Trong 30 năm phát triển, rừng tự nhiên không thể phục hồi như ngày xưa bởi vì trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 77 triệu lít thuốc hóa học đã hủy hoại 2 triệu hecta rừng miền Trung, bây giờ phải hồi phục từng bước. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường trong phiên thảo luận tại Quốc hội hôm 3 tháng 11. Trước đó, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã dẫn chứng số liệu về thành tích hệ số che phủ của Việt Nam. Ông cho biết tổng số diện tích rừng hiện nay của Việt Nam là 14,6 triệu hectare, trong đó rừng tự nhiên là 10,3 triệu hectare, rừng trồng là 4,3 triệu hectare. Vị Bộ trưởng khẳng định có được kết quả này là sự cố gắng vật bậc. Theo đó, vào năm 1990, Việt Nam chỉ có 9 triệu hectare rừng. Lúc đó, hệ số che phủ chỉ 27%, mà trong vòng 30 năm, hệ số che phủ đã đạt được gần 42%, tức là cao hơn nhiều mức trung bình của thế giới là 29%. Phát biểu của vị tư lệnh ngành nông nghiệp đã không nhận được sự đồng tình của các đại biểu Quốc hội Việt Nam. Đại biểu Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai, đoàn Hà Nội, đề nghị người đứng đầu ngành nông nghiệp trung thực hơn và cho rằng Bộ trưởng nên nói mất rừng là do quản lý bất cập. Bà phát biểu như sau, xin trao đổi lại với Bộ trưởng Nông nghiệp về ý kiến lý giải diện tích rừng tự nhiên bị thu hẹp là do đế quốc Mỹ giải thảm hóa chất. Nói như thế không sai, nhưng đáng ra sẽ là toàn diện, trung thực, thuyết phục hơn nếu Bộ trưởng phân tích những nguyên nhân từ những bất cập trong quản lý từ trung ương đến địa phương có rừng. Đại biểu Mai cũng nhận định đợt thiên tai lũ lụt vừa qua ở miền Trung trong rất nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân chủ quan là con người đang phá hủy môi trường và cái giá phải trả quá đắt. Đây là hình ảnh đại biểu Vũ Thị Lưu Mai phát biểu không đồng tình với giải thích của Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường về nguyên nhân diện tích rừng tự nhiên suy giảm tại phiên thảo luận vào chiều ngày 4 tháng 11 vừa qua. Bà Mai dẫn báo cáo của chính phủ cho biết hiện cả nước có 3.400 giấy phép khai thác tài nguyên có tác động đến rừng tự nhiên. Cùng với đó, tình trạng khai thác trái phép cũng xảy ra nhiều trên địa bàn cả nước, xâm hại diện tích rừng tự nhiên. Báo cáo kiểm toán nêu rõ nhiều sai phạm trong việc cấp phép các dự án khai thác tài nguyên tại Việt Nam. Ngoài ra, vị đại biểu cũng cho rằng cần phải nhìn nhận việc trồng rừng thay thế chỉ là biện pháp khiên cưỡng vì rừng tự nhiên có những đặc điểm ưu việt mà rừng trồng không thể có được. Nữ đại biểu này nói tiếp, giữ được 1 hectare rừng tự nhiên giá trị còn cao hơn 100 hectare rừng trồng mới. Trước đó, vào hôm 2 tháng 11, đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu cũng đã đề cập đến vấn đề này. Theo ông, chúng ta hô hào trồng rừng nhưng vẫn cho phép những đại dự án khởi công ngay lõi rừng hay thủy điện cũng vẫn còn tiếp tục được duy trì hoạt động hoặc thậm chí còn được cấp phép làm mới. Nếu vậy, sẽ chỉ còn lại những trận lụt lịch sử, những cột mốc tang thương phải ghi nhận tiếp tục mà thôi. Vị đại biểu cũng cho hay thừa nhận sai lầm và thay đổi trong tư duy là còn việc khó. Ông ví dụ, mỗi người trong đầu vẫn quan niệm gỗ quý tự nhiên là đẹp hơn gỗ công nghiệp, vẫn khoe với khách đến thăm cái cầu thang, cái tủ, cái bàn làm từ gỗ giáng hương hay lim, xến, táu, rồi tự nguyện hoặc là gỗ của mình nhập khẩu từ Lào, Miến, không phải phá rừng đặc dụng của Việt Nam. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh bảo vệ môi trường phải bắt đầu từ tư duy, mà tư duy thì phải nhờ giáo dục mà có, đồng thời khẳng định không thể dùng lòng tốt để khắc phục hậu quả của bão lũ từ năm này qua năm khác được. Phát biểu của Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường ngay sau đó cũng làm dậy sóng cộng đồng mạng. Đây là hình ảnh phòng khách tại nhà riêng của Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Quốc phòng tử nạn trong trận lũ lụt lịch sử ở Thủy điện Rào Trăng Ba. Có ý kiến cho rằng Mỹ trong chiến tranh Việt Nam đã giải hơn 20 triệu gallon chất diệt cỏ xuống Việt Nam, Lào và Campuchia, nhưng chính phủ Mỹ đã chi hàng trăm triệu đô la để làm sạch các điểm nóng trong chương trình xử lý môi trường bị ô nhiễm dioxin ở Việt Nam. Tài khoản Facebook John Tạ Bình thì nói như sau, chiến tranh đã kết thúc gần nửa thế kỷ,
những người sinh ra sau chiến tranh đã có thể có con cháu hoặc cháu nội, cháu ngoại. Thế mà rất nhiều quan chức vẫn vin vào cớ chiến tranh như kinh thánh để đổ lỗi cho sai lầm của chính họ. Còn tài khoản Facebook tên Cao Tố Thành cũng đồng tình và cho rằng gần 50 năm rồi vẫn còn đổ thừa cho Mỹ giải hóa chất giết rừng. Nhìn ngôi nhà của các quan chức cộng sản mà xem, có ông nào mà không có cả cánh rừng trang trí trong căn nhà. Rừng không mất thì lấy đâu ra mấy chục nghìn mét khối gỗ để đậu ở nhà các quan chức khắp nơi từ Bắc đến Nam. Ngay trước đó, có nhiều quan chức hàng đầu trong chính phủ cũng thừa nhận việc phá rừng, xây thủy điện Cóc là một nguyên nhân to lớn của thiên tai lịch sử triền miên ở miền Trung. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi phát biểu trước các đại biểu Quốc hội trong một phiên thảo luận vào hôm 2 tháng 11 đã yêu cầu phải xem xét vấn đề thủy điện nhỏ để tiếp tục hạn chế việc phá rừng. Còn Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vào hôm 2 tháng 11 cũng thừa nhận rằng các hoạt động dân sinh trong quá trình xây dựng đường xá thủy điện đóng vai trò ngày càng lớn trong việc gây ra trượt lở hoặc làm trầm trọng các thiệt hại. Trong đợt thiên tai thảm khốc vừa qua tại miền Trung, đã có nhiều tiếng nói chất vấn vai trò của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp chỉ đạo ứng phó với bão lũ tại các tỉnh miền Trung vào sáng ngày 21 tháng 10. Còn Facebook Nguyễn Thủy Dương nhận định chính phủ, trong đó có cơ quan chủ chốt là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đang giỡn mặt với nhân dân. Cô viết như sau: công tác phòng chống lụt bão cho đến nay giống như công tác đụng, đụng đâu làm đó, đụng đâu dọn đó, sập đâu moi móc đó. Tôi không hề nhìn thấy đề án phòng chống thiên tai lũ lụt bão suốt từ đầu mùa bão đến bây giờ. Ông Nguyễn Xuân Cường, người có trách nhiệm chính với công tác phòng chống bão lụt, có thể cho tôi và nhân dân cả nước thấy cái đề án phải công khai nhưng không thấy đâu này được không? Và Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có làm đề án phòng chống thiên tai bão lụt hay quên mất điều đó rồi? Bão Vần Vũ Huế, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình không hề có phương án di dân, không áo phao, không xuồng cứu nạn, không máy phát sóng ngắn, dân tay không trông bão, quân ẻ lưng đào đất moi móc tìm sự sống lẫn xác chết. Cơ quan có trách nhiệm cao nhất trong phòng chống bão lụt xuất hiện mờ nhạt, cho nên khi bão bạt tai miền Trung nữa thì ông Cường cũng xuất hiện không sáng sủa hơn là mấy. Đáng ra với vai trò chính trong công tác phòng chống bão lụt, người tiếp cận địa bàn trực tiếp, chỉ đạo trực tiếp phải là ông Nguyễn Xuân Cường và ông Trần Quang Hoài, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng Trung ương về phòng chống thiên tai, chứ không phải là ông Trịnh Đình Dũng. Ông Dũng biết gì mà chỉ đạo, ông Cường phải là người nắm rõ phương án, biết rõ nơi nào sẽ sạt lở, nơi đưa ra các cảnh báo truyền thông liên tục, chỉ đạo theo kịch bản đề ra. Rồi kịch bản ở đâu ra? Có xây dựng kịch bản hay không? Chính phủ quản lý Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểu gì mà ra nông nỗi này? Chính phủ đùa với dân hay xem thường người dân? Ông Cường cũng là vị quan chức có lịch sử nhiều phát ngôn gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình về việc giá thịt lợn bị đẩy lên cao vào hôm 13 tháng 6. Còn nhớ vào năm 2017, ông Cường từng phát biểu trước Quốc hội về tình hình sán lạn của mặt hàng nông thủy sản của Việt Nam là trên thị trường thế giới, nhu cầu tiêu thụ thủy sản tăng từ 5 đến 7% mỗi năm. Chúng ta lựa chọn hai con điển hình là tôm và cá tra. Riêng tôm, thế giới có 7 tỷ người, mỗi người ăn một cân tôm là 7 triệu tấn, trong khi nguồn cung mới có 5 triệu tấn. Rõ ràng chỗ này còn rất lớn. Phát ngôn này đã khiến nhiều người lầm tưởng là chỉ có Việt Nam mới có tôm xuất khẩu, hay trên thế giới người ta chỉ biết đến và tiêu thụ mỗi con tôm của Việt Nam mà thôi. Trong khi trên thực tế có rất nhiều quốc gia xuất khẩu tôm chất lượng tốt, chứ không phải mang tai tiếng như tôm Việt Nam đưa tạp chất hay tồn dư lượng kháng sinh. Cũng trong năm nay, tại thời điểm giá thịt lợn tăng cao, thay vì giải pháp thắc mắc của đại biểu Quốc hội và nhân dân cũng như tìm cách giải quyết, vị Bộ trưởng đã đưa ra phát ngôn bất hủ vào hồi tháng 6 vừa qua. Bộ trưởng Cường phát biểu như sau: không có lý do gì cứ tập trung ăn thịt lợn. Thịt gà cũng rất tốt, cá, tôm, trứng cũng vậy, đều của người nông dân làm ra. Và nhà báo Hoàng Nguyên Vũ gọi đây là một kiểu tư duy với lý sự cùn và lập luận kiểu không cái này thì có cái khác. Trong khi câu hỏi mà nhiều đại biểu chất vấn là thịt lợn đắt như thế, ông có giải pháp gì căn cơ lâu dài hay không? Thì ông không trả lời được. Từ đó ông Vũ nhận định có lẽ
chính cái kiểu tư duy như Bộ trưởng Cường, kiểu tư duy không thế này thì thế kia, ai ép, mới đưa ngành nông nghiệp nước nhà bao năm qua vẫn trong vòng luẩn quẩn và nông dân vẫn là những người khốn khổ nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 6 tháng 11 năm 2020 với bản tin Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đổ lỗi cho Mỹ gây lũ lụt ở Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.